Xumi đồng giá 120k thì ship là 30k toàn quốc ạ. Ai muốn lấy thì ghi cho mình địa chỉ hôm nay cộng 1 3 4 4 là một dòng mới nhá. Mình tách ra nhá. Cái lâu như vậy đâu. Chốt cho Thu ở Văn Khiêm nhá. Không bạn ạ, đây là hàng nguyên 100% các bạn nhá. Rồi, tặng một đôi thôi. Đây 36 rồi. Mặc được mấy kiểu tiền á. Trời ơi, lên 2k người đi tặng tiếp. Trời ơi là trời. Mình sẽ lớn sau đây chơi cho chị Châu sạch nghiệp luôn. Chơi cho chị Châu sạch nghiệp luôn. Nha, qua bên em nha. Má 07 bạn nhá. Bông tai này là má 07 ạ. Má 07 nếu mà ai muốn mua thì cho mình địa chỉ cùng số điện thoại và mã số của sản phẩm. Mã số là 07. Số là 820k. Tất cả đều 820k mọi người ạ. Lẹ để em một phần mà lại chi lồ nữa. Chứ em không có thời gian. Không có hết thời gian mất nha. 120k đấy mọi người nha. Ok, bây giờ mọi người bắt đầu comment cho em. Nói đầu tiên cài. Cài vu xì bên em là 1.7 nha. Em đó giá luôn. Ai muốn mua thì mua. Ai muốn tặng thì comment lên nha. Rồi, comment giùm em nha. Cài vu xì 104. Ôi, tặng cái này khó mà đưa dữ vậy. Muốn đóng cửa luôn hay gì mà tặng kiếm vậy? Chị Thương, Kim Thương ơi, xem địa chỉ và số điện thoại nhá. Giờ xem véo rồi, em hay ghê. Coi nếu chị có chừng mua mắt đồng giá 120k không đâu. Ai coi á mà không mua đồ là ngày mai bị mọc lẹo. Phí ship toàn quốc là 30k mọi người. Không phải là chú chùa đâu mà vậy nha. Huỳnh Thiên Thanh, ok Huỳnh Thiên Thanh lấy cài đúng không? Huỳnh Thiên Thanh ơi. Mã số 07 mọi người nhá. Chụp hình lại để tặng cho Huỳnh Thiên Thanh nha. Rồi, ghi bạn Huỳnh Thiên Thanh lên nè. Trời ơi, thiệt luôn á. Thanh Thảo, ok, chút cho Thanh Thảo 07 nhá. Em bán là cùng người rồi, đây khác phần quà đi đó. Mọi người ghi sang mã 03 thôi đi ạ. Mã 03 nhá mọi người nhá. Bộ này là 400 mấy. Xin làm luôn này. Trời ơi, một cái chiếc này cho.